Đừng nói khi yêu đã bước sang giai đoạn nước rút, sắp lên sóng những tập cuối và chia tay khán giả. Trong loạt ảnh hậu trường những cảnh quay cuối được chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của nam diễn viên Hà Việt Dũng. Trong hậu trường, Hà Việt Dũng đứng cạnh các diễn viên Đình Tú, Thái Dũng, Trình Mỹ Duyên, Thùy Anh. Thế nhưng bức ảnh không có mặt của nam chính Mạnh Trường. Nhiều khán giả đoán rằng Hà Việt Dũng sẽ vào vai một người đàn ông theo đuổi Ly. Người xem còn đặt giả thuyết sau khi chia tay Quy, Ly cũng không còn làm việc ở nhà hàng. Cuộc sống của cô sẽ bước sang một trang mới và tất nhiên cũng sẽ có những người đàn ông khác theo đuổi cô. Ly và Quy sẽ có một đoạn kết hạnh phúc, nhưng có lẽ để đến được đoạn kết đó, họ sẽ phải trải qua nhiều sóng gió, cũng như phải xa nhau một thời gian. Sau biến cố xảy ra với mẹ Quy, có lẽ Ly cũng sẽ thay đổi ngoại hình một chút. Bằng chứng là trong nhiều hình ảnh hậu trường, cô xuất hiện với mái tóc mới và dáng vẻ chững chạc, trưởng thành hơn hẳn trước đây. Mời các bạn đón xem Đừng Nói Khi Yêu tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.